Chứng từ tiếp theo các bạn sẽ đi vào thực hiện hạch toán hóa đơn mua vào số 532 ngày 5 tháng 1 với nội dung là mua nguyên vật liệu cám vỗ béo cho bò, tổng giá trị của hóa đơn 9.537.000 đồng và hình thức thanh toán là bằng chuyển khoản treo qua công nợ phải trả cho nhà cung cấp, do đó đằng sau hóa đơn sẽ không có phiếu chi và bao gồm phiếu nhập kho. Như vậy, toàn bộ số nguyên vật liệu này được xuất sử dụng trực tiếp cho trang trại chăn nuôi, phản ánh thẳng vào chi phí, nợ cho tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc nợ cho tài khoản 621 theo thông tư 200, có cho tài khoản 331 làm tăng công nợ phải trả cho nhà cung cấp. Và lưu ý với tài khoản 154 theo thông tư 133, các bạn phải nhớ chọn khoản mục chi phí là nguyên vật liệu trực tiếp. Và số nguyên vật liệu cám này được xuất trực tiếp cho trang trại bò, do đó các bạn phải nhớ chọn đối tượng cho phân xưởng bò. Và chúng ta sẽ thực hiện hạch toán trên phần mềm MISA như sau. Vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng, chọn hai nhỏ mua hàng trong nước không qua kho để phần mềm bỏ phiếu nhập kho với hình thức chưa thanh toán. Nhận kèm hóa đơn, trên chứng từ ghi nợ các bạn sẽ điền thông tin nhà cung cấp. Diễn giải các bạn sẽ ghi mua cám vỗ béo cho bò. Sửa lại ngày hạch toán ngày 5 tháng 1 năm tài chính. Sang phần top hóa đơn, các bạn sẽ điền hóa đơn số 532. Điền xong toàn bộ phần thông tin chung, chúng ta sẽ xuống phần mã hàng và chọn đến mã nguyên vật liệu cám bò. Được phản ánh trực tiếp vào tài khoản chi phí 154 do chúng ta đã chọn là mua hàng trong nước không qua kho, phản ánh bút toán nợ cho tài khoản 154 và có cho tài khoản 331 theo thông tư 133. Các bạn sẽ điền tổng số lượng nguyên vật liệu mua về sử dụng 102 và đơn giá 85.000 đồng. Ở phần 2 nhỏ top thuế, các bạn sẽ chọn phần trăm thuế suất căn cứ theo như trên hóa đơn là 10%. Và lưu ý với tài khoản nợ 154 theo thông tư 133, chúng ta luôn phải có khoản mục chi phí đi kèm để phản ánh đây là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Và số nguyên vật liệu này được sử dụng cho phân xưởng bò, các bạn phải nhớ chọn đối tượng tập hợp chi phí tương ứng. Kiểm tra lại toàn bộ chứng từ mua hàng với tổng giá trị là 9.537.000 đồng. Thực hiện đúng rồi thì các bạn nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ. Phản ánh nội dung hạch toán hóa đơn mua nguyên vật liệu không qua kho trên phần mềm kế toán MISA.